See for you I found love, you're my everything. Tình 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 everything love, I think I found love. 不想再拜拜啦，想和你一起。 爱我就不要算计，我爱的就是你。 喂喂喂，什么呀？难道他妈的你亏亏？ I know I am， 爱慕我心，盼来来安永。 Bây giờ không biết si tình là lạc hậu. Singapore. Cambodia. Philippines. Commit lên và đi phỏng vấn cả thế giới thì chắc quá nửa phần trăm dân số sẽ say yes nếu vào si tình của Hoàng Thùy Linh. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Đoạn clip ghi lại hình ảnh thú vị của một vận động viên bóng chuyền Hàn Quốc đang cover ca khúc Si Tình ngay trên sàn thi đấu nhận về nhiều sự quan tâm của độc giả. Cụ thể trong trận đấu bóng chuyền, các cô gái thi đấu rất căng thẳng, ai nấy đều mang trong mình nhiệt huyết đem về chiến thắng cho đội nhà. Khi bị đối thủ tung một cú đánh khá oái âm nhưng may mắn đã không sao, có lẽ vì quá phấn khích nên một nữ vận động viên đã ngẫu hứng cover luôn một đoạn nhạc. Cô tiến về phía khán giả và nhảy bất chấp đang trong giờ thi đấu. Điều đặc biệt hơn là không biết vô tình hay trùng hợp, đoạn nhạc Si Tình cũng đã được vang lên. Điều này như đã nằm trong sự dự đoán. Với màn cover trên, cô gái nhận về nhiều tràng vỗ tay và hò hét phấn khích của cả khán đài. Đáp trả đối thủ, một cô gái mặc áo xanh đội bạn cũng không chịu thua khi có biểu cảm cực tếu, kết hợp cùng điệu nhảy như dằn mặt các cô gái áo trắng. Sau đó trận đấu đã được tiếp tục. Có lẽ đây chỉ là một màn giao lưu âm nhạc kết hợp thể thao của các nữ vận động viên mà thôi. Không chỉ vận động viên nữ, đến các vận động viên nam cũng thoát không nổi, đã vậy còn cực uốn lượn. Cover này lại nói không phải là bài tủ đi, đây không phải là lần đầu Si Tình được biết đến ở ngoài Việt Nam. Trước đó ca sĩ Lee Soon Hun của nhóm Winner thể hiện động tác vũ đạo bài Sorry Sorry của Super Junior trên nền nhạc Si Tình và đăng tải trên TikTok. Không chỉ gây sốt ở Hàn, ca khúc phổ biến trên mạng xã hội Douyin của Trung Quốc với hàng triệu video nhảy cover. Diễn viên Trúc Tự Đan từng nhảy bài hát trong show Nghe Nói Ăn Rất Ngon phát sóng tháng 9 năm ngoái. Khi cô biểu diễn, nhiều nghệ sĩ như Angelababy, Vương Diệu Khánh hưởng ứng và nhảy theo. Ca khúc cũng nhiều lần được phát trong các show nổi tiếng Xin Chào Thứ Bảy, Thanh Xuân Hoàng Du Ký, có sự tham gia của các nghệ sĩ như Vương Hạc Đệ, Hạ Cảnh, Trương Nghệ Hưng. Ngoài ra đi ngoài đường hay trên xe, chỉ cần nhớ mang máng giai điệu là đã cùng nhau quẩy siêu nhiệt tình rồi.
bài flash mob ở trường cũng bị si tình hôi miên triệt để. Netizen các nước còn hài hước bình luận rằng các bài hát của Hoàng Thùy Linh gây tẩy não rất cao, nghe rồi là cứ muốn nghe mãi thôi. Các bài nhạc remix để thành trend giai điệu cuốn thì khỏi phải bàn rồi. Đến bài hát gốc cũng được người hâm mộ nước ngoài tìm nghe và đánh giá rất cao. Phong cách làm MV của cô cũng được cho là rất mới mẻ, có hướng đi khác với thị trường. Nhiều bạn còn thốt lên tiếng lòng rằng u mê nhạc Việt mất rồi, và một số bình luận khác như nhạc Việt Nam còn có vũ đạo kìa, nhạc Trung có gì nào, à có livestream. Giờ mới biết đây là nhạc Việt Nam luôn đấy, nghe phê giả mang. Nếu còn đi học thể nào mấy thầy giáo cũng cho nghe những bài này để đoán tên bài hát cho xem. Tôi phải đi du học Việt Nam đây, bạn cùng phòng của tôi là người Việt Nam, nghe cậu ấy mở suốt mà tôi cũng bị tẩy não theo luôn. Si tình không những tạo được tiếng vang trong mà còn lan tận ra nước ngoài. Đây chắc hẳn là niềm tự hào không những riêng Hoàng Thùy Linh mà còn là của những người yêu mến nền âm nhạc Việt. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.